Thẩm mỹ viện Cindy Sydney Beauty chuyên về các dịch vụ làm đẹp bằng các dòng máy hiện đại nhất, đời mới nhất, phục hồi sự trẻ hóa của da chỉ sau một lần trị liệu. Ngoài ra, Cindy Sydney Beauty cũng chuyên nhận tư vấn và cung cấp tất cả các dòng máy làm đẹp cho các beauty salon với giá cực kỳ hợp lý, chuyên cung cấp sỉ lẻ các dòng mỹ phẩm tốt nhất. Salon cũng thường xuyên mở các lớp dạy học beauty và các lớp chuyên biệt nâng cao. Mọi chi tiết xin vui lòng liên lạc Cindy qua số 0481 944 506. Trung tâm dạy kèm toán lý hóa Anh văn Dr. Hiệp Nguyễn Tuition với hơn 20 năm kinh nghiệm giảng dạy và viết sách, Tiến sĩ Hiệp Nguyễn sẽ hướng dẫn cho con em quý vị đạt kết quả học tập cao như mong muốn, có lớp đặc biệt dành cho các em học sinh giỏi của HSC Extension 1 và Extension 2. Với những gia đình ở xa, có thể nâng cao kiến thức toán học cho con em mình bằng cách mua sách toán của Dr. Hiệp Nguyễn cho các cháu. Mọi chi tiết xin liên lạc số điện thoại 0411 812 656 hoặc email vnshow@gmail.com hoặc đến thẳng địa chỉ 8/88 John Street, Capramatta. Đinh Nhung xin trân trọng kính chào quý khán thính giả của Đài Việt Face TV Úc Châu. Kính thưa quý khán thính giả của Việt Face TV, truyền thông Úc Châu đang rất bận rộn với những thông tin liên quan về cuộc vận động tranh cử tại Úc. Trong khi đó thì những thông tin liên quan đến dịch bệnh COVID-19 có lẽ ít được quan tâm hơn. Lý do có thể là vì tình trạng dịch bệnh tại Úc đã khá ổn định, mặc dầu số ca nhiễm và tử vong vẫn hãy còn lên xuống hàng ngày. Và hôm qua toàn quốc Úc Châu đã có 47.730 ca nhiễm mới và 37 người tử vong. Trong khi đó, số người nằm bệnh viện là 3.145 người, kể cả 130 người tại ICU và 35 người đang sử dụng máy trợ thở. Trong khi đó, thì tại Việt Nam đã có 22.804 ca nhiễm mới và Hà Nội lần đầu tiên sau hơn 6 tháng đã có số ca nhiễm dưới 2.000, cụ thể là 1.942 người. Còn tại Sài Gòn, số ca nhiễm mới là 654. Trên toàn thế giới, tổng số ca dương tính đã chạm mốc 500 triệu người, và hiện nay đã có 60 quốc gia có số ca nhiễm trên mức 1 triệu. Trong đó Việt Nam đứng hàng thứ 12 và nước Úc đứng hàng thứ 21. Và sau đây là phần tin chi tiết trong bản tin lúc 3 giờ chiều nay, thứ Tư ngày 13 tháng 4 năm 2022 của Vietface TV. Đầu tiên là tình hình dịch bệnh COVID-19 tại Úc trong 24 giờ qua. Hôm qua, nước Úc đã có 47.730 ca nhiễm mới và 37 người tử vong, trong khi số người nằm bệnh viện là 3.145 người, kể cả 130 người tại ICU và 35 người đang sử dụng máy trợ thở. Về mặt chi tiết tại Úc, dẫn đầu vẫn là New South Wales với 15.334 ca nhiễm mới và 11 người tử vong, 1.584 người nằm bệnh viện và 70 người tại ICU. Con số tương đương tại Victoria là 10.293 ca nhiễm mới và 12 người tử vong. Tuy nhiên, số người nằm bệnh viện tại Victoria cũng ở mức thấp là 376 người, kể cả 19 người tại ICU. Trong khi đó, thì theo nguồn tin từ nhật báo The Age, thì giới chức thẩm quyền y tế tại Victoria dự phóng là học sinh sẽ không còn bị bắt buộc phải mang khẩu trang khi trường học mở cửa trở lại sau lễ Phục sinh, nếu mức độ lây lan dịch bệnh tiếp tục ổn định như hiện nay. Bộ trưởng Y tế Martin Foley nói rằng đây là một phần của những sự thay đổi về các biện pháp kiểm soát tại Victoria. Các quy luật mới này còn nói rằng việc chủng ngừa cũng sẽ không bắt buộc cho những ai lui tới các phòng phiếu trong cuộc bầu cử quốc hội liên bang vào ngày 21 tháng 5 sắp tới. Đứng thứ ba về số ca nhiễm là Queensland, hôm qua đã có 7.882 ca nhiễm mới. Số người tử vong là 6 và số người nằm bệnh viện là 572, kể cả 16 người tại ICU. Tây Úc đứng hàng thứ tư về số ca nhiễm và hôm qua tiểu bang này đã có 6.348 ca nhiễm mới, 3 người tử vong, 236 người nằm bệnh viện và 7 người tại ICU. Nam Úc hôm qua đã có 4.401 ca nhiễm mới, 6 người tử vong, 232 người nằm bệnh viện và 12 người tại ICU. Tiểu bang nhỏ nhất là Tasmania hôm qua đã có sự gia tăng trở lại về số ca nhiễm là 2 người tử vong, số người nằm bệnh viện là 55, trong số này có 26 người cần được chữa trị đặc biệt. Trong khi đó, thì lãnh thổ thủ đô ACT hôm qua đã có 923 ca nhiễm mới, 61 người nằm bệnh viện và 2 người tại ICU. Cuối cùng là tại lãnh thổ Bắc Úc có 512 ca nhiễm mới,
29 người nằm bệnh viện. Trong số này chỉ duy nhất có một người là đang chữa trị tại ICU mà thôi. Vận động tranh cử. Đảng Lao động không cam kết duyệt xét và gia tăng trợ cấp thất nghiệp. Trong suốt 3 năm của chính phủ liên đảng Morrison, Đảng Lao động không hứa chỉ trích là ông Morrison đã thất bại trong chính sách về người thất nghiệp. Vì chính phủ đã không gia tăng trợ cấp này, nên người thất nghiệp đã sinh sống một cách vất vả. Đảng Lao động cũng như Tổ chức Thiện nguyện An sinh Xã hội ACOSS và phong trào nghiệp đoàn đã dẫn đầu công luận và liên tục đòi hỏi là trợ cấp thất nghiệp cần phải gia tăng. Trong khi đó, thì chính phủ lập luận rằng trợ cấp thất nghiệp cũng như trợ cấp an sinh xã hội nói chung mỗi năm đều được gia tăng theo quy định dựa vào chỉ số CPI. Và một cách đặc biệt là hồi tháng 2 năm 2021, chính phủ Morrison đã gia tăng trợ cấp thất nghiệp, tức là Job Seeker, trên $25 một tuần. Trong khi đó, thì Đảng Lao động trong năm 2020 đã lập luận rằng chính phủ cần gia tăng trợ cấp thất nghiệp thêm $40 một ngày, và Lao động sẽ loan báo con số chính xác trước ngày bầu cử. Tuy nhiên, hôm qua thứ Ba, phát ngôn viên phụ tá về vấn đề ngân khố, dân biểu Andrew Lee đã dứt khoát nói rằng Đảng Lao động nếu thắng cử sẽ không duyệt xét và gia tăng trợ cấp thất nghiệp. Ông Andrew Lee cũng cẩn thận nói thêm là vào thời điểm này, những ai đang sống nhờ vào trợ cấp thất nghiệp và hy vọng một chính phủ lao động trong tương lai sẽ duyệt xét và gia tăng trợ cấp thất nghiệp này thì sẽ phải thất vọng. Cũng như những ai đã từng hy vọng sẽ nhận được bộ thử nghiệm nhanh RAT miễn phí thì cũng đã thất vọng, vì trước đây Đảng Lao động đã từng cam kết biếu tặng miễn phí RAT cho toàn thể cư dân Úc. Nhưng ngay trước ngày bầu cử được loan báo thì họ đã hủy bỏ những cam kết này. Vận động tranh cử. Ông Albanese đáng lẽ phải biết những yếu tố kinh tế tài chính quan trọng, theo cựu Thủ tướng Howard. Khi được hỏi về những lầm lỗi của ông Albanese trong ngày thứ hai đầu tuần, cựu Thủ tướng Liên đảng John Howard đã có phản ứng tương đối nhẹ nhàng. Tuy nhiên, ngày hôm qua khi được hỏi lại về vấn đề này, thì ông John Howard nói rằng những yếu tố quan trọng về mặt kinh tế và tài chính của nước Úc thì đáng lẽ lãnh tụ Albanese phải biết và phải nhớ để có câu trả lời chính xác, vì đây là những yếu tố vô cùng quan trọng trong các sách lược kinh tế tài chính quốc gia. Đây không phải là những chi tiết vụn vặt như giá một ổ bánh mì hay một lít sữa. Một số nhân vật quan trọng trong Đảng Lao động đã lên tiếng bênh vực ông Albanese, kể cả bà Tania Plibersek, phát ngôn viên về giáo dục, khi bà nói rằng cuộc tranh cử này không phải là một trắc nghiệm về trí nhớ. Trong khi đó, dân biểu Jason Clare tại đơn vị Blacksland, bao gồm cả thành phố Bankstown là nơi có đông cử tri gốc Việt cư ngụ, thì lại bênh vực ông Albanese bằng một định nghĩa về lãnh đạo. Theo ông Clare, thì lãnh đạo có nghĩa là nhận định được vấn đề và đưa ra phương cách giải quyết. Có lẽ không ai không đồng ý với định nghĩa này, nhưng lãi suất tiền mặt của ngân hàng chữ kim và tỷ số thất nghiệp cũng là những vấn đề quan trọng mà một lãnh tụ như ông Albanese cần phải biết để lập kế hoạch cải thiện hoặc đối phó. Cựu Thủ tướng Howard chỉ trích nhóm ứng viên độc lập Climate 200 và hồ sơ kinh tế của lãnh tụ lao động Albanese. Trong một vài ngày qua, Thủ tướng John Howard đã có vài phát biểu khi được các ký giả phỏng vấn nhiều về cuộc tranh cử lần này. Ngược lại thì một vài cựu thủ tướng lao động như Paul Keating và Kevin Rudd thì vẫn đang im lặng. Nhưng có lẽ sớm muộn gì thì hai cựu thủ tướng lao động này cũng sẽ phát biểu quan điểm riêng của mình. Đối với cựu thủ tướng John Howard, thì việc ông Albanese nói rằng ông sẽ mô phỏng một chính phủ Albanese theo chính phủ của cố thủ tướng Bob Hope là một điều mà ông John Howard không coi là thích hợp. Ông Albanese xuất thân chính trị là một người có khuynh hướng cực tả, và mặc dù hiện nay ông là lãnh tụ của cánh tả trong Đảng Lao động, nhưng ông Albanese đã cố gắng đặt vị trí của mình tương tự như vị trí của cố thủ tướng Bob Hope. Ngoài ra, ông Albanese còn khoe khoang rằng ông đã từng làm việc như là một cố vấn về chính sách kinh tế cho cựu thủ tướng Bob Hope. Ông John Howard nhắc nhở rằng hồi tưởng của ông Albanese thật sự không đúng, vì lúc bấy giờ, ông Albanese là người đã chỉ trích mạnh mẽ chính sách của chính quyền Bob Hope, chứ không phải là người ủng hộ. Vì những cải tổ chính sách kinh tế tài chính của cố thủ tướng Bob Hope không phù hợp với lập trường cực tả của ông Albanese lúc bấy giờ. Ngoài ra, cựu thủ tướng Howard cũng đã chỉ trích mạnh mẽ những ứng cử viên gọi là độc lập, ra tranh cử với sự ủng hộ của nhóm Climate 200. Điều mà ông John Howard đã nêu lên và chỉ trích mạnh mẽ là những ứng cử viên độc lập này đã được tài trợ của nhóm Climate 200
để tranh cử tại những đơn vị bấp bênh của Đảng Tự do, nhưng lại không tranh cử tại các đơn vị bấp bênh của Đảng Lao động. Một ứng cử viên được gọi là độc lập, đó là cựu ký giả của đài ABC, ông Joe Daniel, nói rằng họ đã tranh cử tại những đơn vị bấp bênh của Đảng Tự do vì Đảng Tự do đã nắm chính quyền trong gần một thập niên mà không có chính sách đối phó hữu hiệu với hậu quả của biến đổi khí hậu. An ninh quốc phòng. Chính phủ liên đảng cải thiện phương tiện tại vùng cảng Darwin vì mối đe dọa từ Bắc Kinh. Hôm qua khi vận động tranh cử tại Darwin, thủ phủ của lãnh thổ Bắc Úc, Phó Thủ tướng Barnaby Joyce nói rằng nước Úc phải trở nên mạnh mẽ hơn càng sớm càng tốt, vì thực tế là Trung Quốc đang tiến dần về phía Nam về mặt quân sự, mà thí dụ cụ thể có thể là một căn cứ hải quân tại Solomon Island. Đồng thời, Phó Thủ tướng Barnaby Joyce cũng đã được hãng tin Bloomberg của Mỹ trích dẫn khi ông nói rằng chính phủ Úc dự chi 1 tỷ rưỡi để xây dựng thêm cơ sở tại vùng hải cảng Darwin nhằm mục đích gia tăng việc xuất cảng khí đốt và các nhiên liệu. Tất nhiên là phương tiện mới này sẽ cạnh tranh với phần hải cảng mà chính phủ Bắc Úc đã cho công ty Landbridge của Trung Quốc thuê mướn trong 99 năm kể từ năm 2015 với một ngân khoản là 506 triệu đô la. Cảng này có vị trí chiến lược quan trọng không chỉ về thương mại mà còn liên quan tới yếu tố quân sự. Ngoài ra thì thủ phủ Darwin là nơi Úc Châu đã triển khai hoạt động quân sự và cũng là nơi đặt căn cứ cho 2.500 lính thủy đánh bộ Mỹ, như một phần của Hiệp ước An ninh giữa Washington và Canberra, và do đó thỏa thuận cho thuê cảng khiến Mỹ lo ngại. Bởi cảng này có ý nghĩa quan trọng đối với các hoạt động của lực lượng Mỹ ở Thái Bình Dương. Việc cho thuê hải cảng này đã gây nhiều quan ngại cho Washington, và chính Tổng thống Obama đã nêu quan ngại này với Thủ tướng Úc lúc bấy giờ là ông Malcolm Turnbull khi họ gặp nhau tại một hội nghị thượng đỉnh ở Manila vào năm 2016. Đe dọa của Bắc Kinh tại Solomon Island. Bộ trưởng Úc tạm ngưng tranh cử để vận động Thủ tướng Sogavare tại thủ đô Honiara. Hôm nay thứ Tư, nghị sĩ Jed Cecilia đã lên đường đến thủ đô Honiara để gặp Thủ tướng Solomon Islands là ông Sogavare. Nghị sĩ Jed Cecilia là bộ trưởng phụ trách viện trợ phát triển quốc tế và Thái Bình Dương của chính phủ Morrison. Điều này có nghĩa là bộ trưởng Cecilia phải tạm ngưng vận động tranh cử vì ông là một nghị sĩ thuộc thành phần phải tái tranh cử vào dịp này. Vì diễn tiến này xảy ra sau khi ngày bầu cử đã được công bố và quốc hội đã bị giải tán, nên chính phủ Morrison bị đặt trong tình trạng xử lý thường vụ. Theo quy lệ thì trong thời gian xử lý thường vụ, các quyết định quan trọng của chính phủ đều cần phải tham khảo với đảng đối lập và chuyến công du của nghị sĩ Jed Cecilia này đã được đảng lao động đồng ý. Chính phủ Morrison lo ngại rằng trong khi nước Úc đang bận rộn tranh cử thì Bắc Kinh có thể lợi dụng cơ hội này để thúc giục Solomon Island chính thức ký kết thỏa hiệp MOU mà Úc, New Zealand và Mỹ coi là một mối đe dọa. Vì với thỏa hiệp này và đặc biệt là một thỏa hiệp khác không được công bố nhưng thông tin đã bị rò rỉ, thì Bắc Kinh có thể thiết lập một căn cứ hải quân tại Solomon Island. Nhắc lại là tuần trước, chính phủ Úc cũng đã gửi hai giám đốc tình báo đến gặp Thủ tướng Sogavare, trong khi tại Washington, chính phủ Mỹ cũng đã gửi điều phối viên khu vực Ấn Độ-Thái Bình Dương, tiến sĩ Kurt Campbell đến Solomon Island để vận động với Thủ tướng Sogavare. Trong lịch sử bầu cử tại Úc, việc một bộ trưởng phải xuất ngoại khẩn cấp trong thời gian tranh cử thật ra cũng đã có tiền lệ. Điều này đã xảy ra trong cuộc bầu cử hồi tháng 10 năm 2001. Thủ tướng liên đảng John Howard cũng đã phải bay đến Trung Quốc để tham dự hội nghị thượng đỉnh APEC. Với bản tin vừa rồi, Đinh Nhung xin tạm dừng phần chương trình tin tức của Việt Face TV. Xin cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Đinh Nhung xin chào tạm biệt và chúc quý vị một ngày thật đẹp. Xin hẹn gặp lại quý vị trong chương trình tin tức của Đài Việt Face TV Úc Châu vào 10 giờ sáng ngày mai.